Thưa quý vị, sáng nay ngày 28 tháng 11 tại thành phố Long Xuyên đã diễn ra Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh An Giang lần thứ tư năm 2024. Đến dự đại hội có bà Nông Thị Hà, Thứ trưởng Phó chủ nhiệm Ủy ban dân tộc, đại diện lãnh đạo các cơ quan trung ương, ban dân tộc các tỉnh. Về phía lãnh đạo tỉnh An Giang, dự đại hội có đồng chí Lê Văn Đưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban ngành, các huyện, thị xã, thành phố và đặc biệt là gần 250 đại biểu chính thức đại diện cho gần 100.000 đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh An Giang. Tỉnh An Giang có dân số khoảng 1,9 triệu người, trong đó có 97.556 người của 28 dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ 5,09% dân số toàn tỉnh. Đồng bào các dân tộc cùng sinh sống đoàn kết, ổn định lâu đời, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành tốt chính sách, pháp luật của nhà nước. Trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời của Trung ương Chính phủ, phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tự lực tự cường của đồng bào dân tộc thiểu số, cùng với sự lãnh đạo của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục phát triển khá toàn diện trên các lĩnh vực, đời sống của đồng bào được nâng cao, văn hóa truyền thống của các dân tộc được bảo tồn, giữ gìn và phát huy. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe cho đồng bào ngày càng được quan tâm hơn. Quốc phòng an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội vùng dân tộc thiểu số được giữ vững và ổn định. Thay mặt Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Ủy ban dân tộc, Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Nông Thị Hà đánh giá cao những kết quả đạt được về công tác dân tộc, chính sách dân tộc của tỉnh An Giang thời gian qua. Đặc biệt, tôi rất ấn tượng về việc giữ gìn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc và những con số phản ánh về thành quả giảm nghèo, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập bằng trí sự sáng tạo, cần cù, chịu khó, tự lực, tự cường của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh nhà. Thay mặt Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Ủy ban dân tộc, tôi trân trọng ghi nhận và chúc mừng những kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân các dân tộc tỉnh chúng ta trong thời gian qua. Đặc biệt, tôi biểu dương sự nỗ lực cố gắng của đồng bào các dân tộc tỉnh nhà, góp phần cùng với đồng bào dân tộc thiểu số cả nước, không ngừng thực hiện công cuộc đổi mới, bảo vệ, xây dựng và phát triển quê hương, đất nước. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang nhấn mạnh, An Giang là tỉnh biên giới, có đông đồng bào các dân tộc. Trong những năm qua, tỉnh An Giang luôn quán triệt sâu sắc và tập trung cụ thể hóa các quan điểm, đường lối và chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, huy động lồng ghép nhiều nguồn lực từ các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia để tập trung nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, trong đó có đồng bào các dân tộc thiểu số trong tỉnh. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác dân tộc trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục xác định, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về công tác dân tộc, xem đây là vấn đề chiến lược cơ bản lâu dài, cấp bách, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Tiếp tục nhận thức sâu sắc về đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng tăng cường sự đoàn kết thống nhất các dân tộc, bởi đây là truyền thống quý báu, nét đẹp văn hóa của dân tộc, đồng thời là sức mạnh nội sinh to lớn, quan trọng để thực hiện các mục tiêu xây dựng, phát triển tỉnh nhà. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc, huy động nhiều nguồn lực phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang yêu cầu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động nhân dân, nhất là đối với các địa bàn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhằm phát huy mạnh mẽ truyền thống lịch sử anh hùng cách mạng, bản sắc văn hóa các dân tộc, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường và khát vọng vươn lên, xây dựng, phát triển quê hương đất nước. Trong phần phát biểu của đồng chí Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc nhấn rất mạnh ở nội dung này, và tôi cũng mong muốn là ngoài sự quan tâm, cố gắng nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền, thì ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên là vấn đề quan trọng và có thể là quyết định cho cái việc phát triển, đặc biệt là đối với đời sống của đồng bào dân tộc. Tôi rất mong các vị đại biểu có mặt hôm nay là những đại biểu ưu tú đại diện cho đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh chúng ta, trong thời gian tới tuyên truyền vận động để làm sao đồng bào dân tộc thiểu số của mình thể hiện được
ý chí tự lực tự cường, khắc phục vươn lên để thoát nghèo, để làm giàu cho chính bản thân mình và đóng góp cho sự phát triển của từng địa phương. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tin tưởng sâu sắc rằng đồng bào các dân tộc tỉnh An Giang sẽ tiếp tục phát huy ý chí quyết tâm, truyền thống của quê hương cách mạng, vững tin vào đường lối lãnh đạo của Đảng, không ngừng đổi mới sáng tạo, chung sức, đồng lòng, củng cố xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng tỉnh An Giang, quê hương của Chủ tịch Tôn Đức Thắng kính yêu, ngày càng phát triển. Tại đại hội, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang trao tặng đại hội bức trướng mang dòng chữ Cộng đồng dân tộc thiểu số tỉnh An Giang đoàn kết, đổi mới, sáng tạo cùng phát triển. Bộ trưởng, chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tặng bằng khen cho một tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tặng bằng khen cho 17 tập thể, 42 cá nhân đã có thành tích trong thực hiện chính sách dân tộc, góp phần phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh An Giang. Chiều ngày 28 tháng 11, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến sơ kết đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 11 và 11 tháng đầu năm 2024, triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 12 năm 2024. Hội nghị do Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì. Cùng tham dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức. Tình hình kinh tế xã hội tỉnh An Giang 11 tháng qua tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, tăng trưởng so với năm 2023 trên nhiều lĩnh vực, góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế xã hội của năm 2024. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đều duy trì mức tăng trưởng so với năm 2023 như chỉ số sản xuất công nghiệp toàn tỉnh 11 tháng ước tăng 10,41%, doanh thu bán buôn bán lẻ hàng hóa, dịch vụ lũy kế 11 tháng ước đạt gần 192.000 tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa lũy kế 11 tháng ước đạt 1 tỷ 121 triệu đô la Mỹ. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch lũy kế đạt 10.100 tỷ đồng, đạt 163% so với kế hoạch cả năm. Thu ngân sách ước 11 tháng đạt 7.270 tỷ đồng, đạt 101,01% so với dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao và bằng 105,72% so với năm 2023. Công tác an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, thực hiện kịp thời, bảo đảm đúng đối tượng, đúng chế độ. Tỉnh đang khẩn trương lập hồ sơ trình UNESCO công nhận lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam là di sản văn hóa phi vật thể, đại diện của nhân loại và công nhận khu di tích khảo cổ Ốc Eo Ba Thê là di sản văn hóa thế giới. Bên cạnh kết quả đạt được, tình hình thu hút đầu tư còn nhiều khó khăn do đang trong quá trình hoàn thiện cơ chế, chính sách, trình tự thủ tục lựa chọn nhà đầu tư theo các quy định trung ương mới ban hành và có hiệu lực. Công tác giải ngân vốn đầu tư công đang là thách thức do thiếu nguồn cát vật liệu xây dựng từ đầu năm, nên một số chủ đầu tư chưa kịp thời chủ động đẩy nhanh tiến độ thi công và thực hiện thủ tục giải ngân các dự án. Để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để nhanh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo các sở ban ngành và địa phương, các chủ đầu tư triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp cụ thể để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Tại hội nghị, lãnh đạo các sở ngành và địa phương đã thảo luận, đề xuất các giải pháp triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội hiệu quả, đảm bảo chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế theo kế hoạch năm 2024. Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng đánh giá cao sự nỗ lực của các ngành địa phương trong triển khai nhiệm vụ, góp phần bảo đảm các mục tiêu tăng trưởng, đồng thời đề nghị từ nay đến cuối năm 2024, các ngành và địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ theo công văn số 1462 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc đôn đốc các đơn vị thực hiện nhiệm vụ giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội, đặc biệt phát huy tối đa các mặt tích cực, kết quả đạt được về phát triển kinh tế xã hội, đồng thời nỗ lực khắc phục những hạn chế, bất cập trong quá trình điều hành phát triển kinh tế trên các lĩnh vực. Tùy theo chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động khẩn trương thực hiện bứt phá các giải pháp phát triển ngành và địa phương để đạt các mục tiêu, chỉ tiêu theo kế hoạch kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2024, góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11 đề ra. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác quản lý, khai thác, sử dụng và bảo vệ các nguồn tài nguyên khoáng sản, kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, lợi ích nhóm, xử lý nghiêm các hành vi khai thác, vận chuyển, mua bán trái phép tài nguyên, tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác khoáng sản ở các mỏ cát theo nội dung cấp bản xác nhận.
thực hiện đo đạc kiểm tra địa hình các khu mỏ đã dừng hoạt động và đang hoạt động để có giải pháp quản lý, khai thác hiệu quả, đồng thời tập trung triển khai thực hiện các quy định pháp luật mới về đất đai nhà ở. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng yêu cầu các ngành liên quan tập trung nguồn lực, tổ chức triển khai thực hiện đạt và vượt tiến độ đối với các dự án trọng điểm quốc gia, các dự án trọng điểm của tỉnh như cao tốc Châu Đốc, Cần Thơ Sóc Trăng giai đoạn 1 và các công trình trọng điểm của tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tổ chức bữa cơm công đoàn năm 2024, nhiều công đoàn cơ sở doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã phối hợp người sử dụng lao động tổ chức đồng loạt tại đơn vị. Đây là một hoạt động thiết thực, tiếp tục khẳng định trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong công tác chăm lo và chăm lo tốt hơn cho đoàn viên, người lao động từ những bữa ăn, nhu cầu cụ thể thường ngày. Năm 2024, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh An Giang triển khai nhiều hoạt động đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Trong đó, tập trung cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao chất lượng bữa ăn ca, tổ chức tháng công nhân, gắn với tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, tuyên truyền nghị quyết đại hội công đoàn các cấp, tuyên dương công nhân lao động giỏi và chủ tịch công đoàn cơ sở giỏi. Trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, các cấp công đoàn phối hợp người sử dụng lao động, công đoàn cơ sở tổ chức bữa cơm công đoàn nhằm lan tỏa sự quan tâm, chăm lo của ban giám đốc, lãnh đạo đơn vị đối với người lao động. Đặc biệt, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp ban giám đốc công đoàn cơ sở, công ty cổ phần xây lắp An Giang, công ty cổ phần rau quả thực phẩm An Giang tổ chức hai bữa cơm công đoàn cho gần 500 đoàn viên, người lao động. Mỗi suất ăn trị giá 75.000 đồng. Một số doanh nghiệp tổ chức bữa cơm công đoàn trùng với bữa cơm ca, suất ăn từ 25.000 đến 130.000 đồng. Trong dịp này, các cấp công đoàn tranh thủ sự hỗ trợ của công đoàn cấp trên và ban giám đốc doanh nghiệp chăm lo phúc lợi cho người lao động. Cụ thể, tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho gần 1.000 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, số tiền trên 150 triệu đồng. Trong bữa cơm công đoàn dành cho 200 đoàn viên của nhà máy gạch ceramic An Giang, công đoàn cơ sở công ty cổ phần xây lắp An Giang còn hỗ trợ 20 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, được cất mới, sửa chữa nhà, tổng kinh phí 625 triệu đồng, đồng thời kết nạp mới 38 công nhân lao động vào tổ chức công đoàn. Chính là cảm ơn công ty lắp, hai là cảm ơn công đoàn ở cái bữa cơm này cho anh em để có dịp mà gặp mặt với nhau, tại vì họp lại, tại anh em làm trong ca cũng khó gặp mặt nhau vậy đó, rồi gặp gì cũng vui vẻ, không rằng mỗi năm đều có những bữa cơm giống vậy cho anh em có ăn chung với nhau, đoàn kết hơn. Cá nhân mình cảm thấy rất là hạnh phúc, có thể là công đoàn tạo ra những bữa cơm gì tạo sự gắn kết giữa cán bộ, công nhân viên và tổ chức công đoàn. Rất là vui, rất là hạnh phúc ạ. Mong muốn là công đoàn sẽ tạo ra thêm nhiều những cái hội nghị như thế này nữa để gắn kết với cái tình cảm, sự quan tâm của công đoàn dành cho công nhân. Khi tổ chức bữa cơm công đoàn các cấp đều hướng tới mục tiêu chung là thông qua bữa ăn đầm ấm, thân tình, tạo bầu không khí để lãnh đạo công ty, công đoàn động viên, chia sẻ, nắm bắt tâm tư tình cảm của người lao động. Từ đó, tạo sự đoàn kết, gắn bó giữa các đoàn viên, người lao động với doanh nghiệp, với tổ chức công đoàn, giảm căng thẳng sau giờ làm việc, thể hiện sự quan tâm của chủ sử dụng lao động với người lao động. Thành công của bữa cơm công đoàn đã thể hiện được vai trò của tổ chức công đoàn thông qua đối thoại, thương lượng với người sử dụng lao động cùng nâng cao chất lượng bữa ăn ca của người lao động theo hướng ngày càng thiết thực và hiệu quả. Tuy chưa thu hút được đông đảo đơn vị tham gia theo mong muốn của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, nhưng có thể nói chương trình bữa cơm công đoàn đã để lại dấu ấn của tổ chức công đoàn. Các chủ doanh nghiệp đã đồng hành cùng tổ chức công đoàn trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.